Thưa quý vị, năm 2022, Đà Nẵng thực hiện chủ đề năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội, phù hợp với chủ trương chung của chính phủ trong phạm vi cả nước. Ngành du lịch thành phố cũng xây dựng các hoạt động du lịch theo hướng an toàn, hiệu quả. Để thu hút khách, không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo các sản phẩm du lịch mới mẻ, mà cộng đồng doanh nghiệp du lịch cũng tập trung vào việc xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho khách du lịch theo chủ trương chung của thành phố. Các tour khép kín vẫn đang được đơn vị du lịch lữ hành đẩy mạnh. Nhiều khách sạn thực hiện công tác phòng chống dịch thường xuyên như xét nghiệm cho nhân viên mỗi tuần một lần và đảm bảo các phương án phòng trường hợp có F0 lưu trú. Thì chúng tôi vẫn phải đảm bảo 5K theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế đưa ra trong tất cả các mùa dịch. Chúng tôi vẫn lấy cái an toàn của khách hàng lên hàng đầu, cũng giống như là an toàn của nhân viên. Thì về con người, cơ sở vật chất chúng tôi vẫn phải đảm bảo. Thì chúng tôi tổ chức những cái tour riêng lẻ, đa số là những cái nhóm gia đình hay là những nhóm bạn mà người ta đã biết trước rồi. Và hầu như dịch vụ này là tách biệt, đi riêng, hay nhóm xe riêng ở những khu, chẳng hạn khu villa riêng. Nói chung là cái khoảng cách tiếp xúc với những du khách khác thì ít. Và luôn luôn tuân thủ theo 5K thì chúng tôi đã áp dụng cái chương trình tour theo nhiều chính sách của mỗi khách sạn khác nhau. Tổng khách tham quan du lịch tại Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ước đạt gần 36.000 lượt khách, tăng 16,71% so với năm 2021, chủ yếu là khách nội địa. Vừa qua, hoạt động phun lửa, phun nước trở lại của cầu Rồng cũng đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem. Đây là tín hiệu khả quan cho thấy du khách đang quay trở lại Đà Nẵng, đồng thời cũng cho thấy khách du lịch an tâm, tin tưởng vào môi trường an toàn của thành phố. Có cảm xúc là có thú vị và rất vui, rất thích thú. Sau một thời gian dịch thì mình mong Đà Nẵng sẽ trở lại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Trước đó, lãnh đạo thành phố cũng xác định việc bảo đảm tổ chức các hoạt động du lịch phục vụ khách gắn với việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống COVID-19 trong giai đoạn thích ứng, linh hoạt vẫn là nhiệm vụ hàng đầu. Tôi đề nghị ngành du lịch, đặc biệt là sở du lịch, chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan là tập trung khôi phục hoạt động du lịch theo phương châm chủ động, thích ứng, linh hoạt, đảm bảo an toàn phòng chống dịch và hiệu quả kinh doanh. Hôm nay ngày 15 tháng 2, cả nước gỡ bỏ hạn chế về tần suất khai thác chuyến bay quốc tế. Dự báo thành phố sẽ đón được nhiều chuyến bay trong thời gian tới. Ngoài ra, sắp tới ngành du lịch cùng với Hiệp hội Du lịch thành phố, các hiệp hội, doanh nghiệp xây dựng một số nội dung kích cầu du lịch an toàn trong tháng 4 năm 2022 để thu hút khách với mong muốn khôi phục lại các hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố.